Hương xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại vào bếp với một món ăn đứng top 10 món ăn đường phố trên thế giới mà lại còn đứng tên một vị tổng thống của nước Mỹ nữa. Đó là món bún chả Hà Nội, hay còn gọi là cái tên mới bây giờ là bún chả Obama. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món bún chả đó nhé. Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có thịt ba chỉ 1 kg, thịt nạc vai xay 1 kg, đường, nước màu, tỏi, sả băm, tiêu, nước mắm, muối, bột hành, bột tỏi, giấm, dầu hào, bún, đu đủ xanh, cà rốt và rau xà lách với các loại rau thơm để ăn kèm. Cái miếng thịt hôm nay tôi mua thì không được ngon lắm, nó hơi bị mỏng. Các bạn mua cái miếng thịt nó rõ ràng 3 đường chỉ cho nên người ta mới gọi là thịt 3 chỉ vì thế. Đây cái miếng này, giờ đây là chiều dài của cái miếng thịt, bây giờ ta chia theo khổ này, chúng ta chia ra làm 3 nhé các bạn nhé. Chiều rộng của miếng thịt tầm này chắc khoảng độ 4-5 phân, các bạn nhìn nhé. Chúng ta cắt cái phần thịt này cũng không mỏng quá mà không dày quá. Đây các bạn nhìn nhé, đây chiều dày miếng thịt nó như thế này là vừa. Cắt miếng vừa ăn như này, thứ nhất là nó vừa miệng của mình khi ăn, thứ hai là khi tẩm ướp ấy nó sẽ ngấm. Khi chúng ta nướng và xếp vào chảo nó cũng dễ. Các bạn lưu ý khi thịt các bạn trước khi thái các bạn rửa sạch bằng nước muối nhé, và dùng cái con dao thật sắc và cạo cái phần mì này thật sạch, xong các bạn bóp muối. Rồi các bạn xem tôi tẩm ướp cái số thịt này nhé. Thịt bún chả Hà Nội này nó gồm có 2 phần thịt, như lúc ban đầu tôi giới thiệu nó có phần thịt miếng và phần thịt nạc vai băm các bạn nhé. Băm sơ sơ thôi, không băm nhuyễn quá. Nếu các bạn băm nhuyễn quá khi nướng ăn rất là khô. Vì vậy chúng ta chỉ băm nó còn hạt như này. 1 kg thịt này tôi cho 4 thìa cà phê dầu hào. Bên phần thịt xay cũng vậy. Đến phần nước mắm thì phần dầu hào này nó đã có một chút mặn rồi, cho nên chúng ta chỉ cho 1 thìa cà phê nước mắm thôi. Bên thịt băm cũng vậy. Bạn nào không có phần tỏi bột với hành bột này, các bạn tỏi và hành các bạn giã nhuyễn hoặc là xay nhuyễn, bóp lấy phần nước cốt các bạn nhé. Tôi cho một thìa cà phê bột tỏi. Hành cũng vậy, cho mỗi bên một thìa cà phê bột hành. Phần tiếp theo là phần sả các bạn. Sả này chúng ta mua sả đã xay nhuyễn hoặc các bạn tự xay cũng được. Bóp lấy nước cốt. Năm thìa cà phê nước cốt sả các bạn nhé. Phần bên thịt bằm này cũng vậy. Chúng ta cho nước màu nữa này. Nước màu hay gọi còn là nước hàng đấy các bạn.
3 thìa nước màu nhé các bạn. Bên thịt xay này cũng vậy. Phần 1 kg thịt này chúng ta còn phải cho thêm 1 thìa cà phê đường nữa các bạn nhé. Bên thịt băm này cũng vậy. Bây giờ chúng ta trộn nhé. Thịt nướng mà có cái phần tẩm ướp này, chúng ta tẩm ướp nếu có thời gian ấy, chúng ta có thời gian ấy thì chúng ta có thể ướp lâu hơn nữa, hơn nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng và lâu hơn nữa vẫn là tốt, không có sao cả, nó mới ngon, thịt nó thấm. Phần thì tôi đã ướp xong, bây giờ chúng ta lấy màng thực phẩm ra để bọc các bạn nhé, để tủ lạnh từ 30 phút trở lên. Các bạn có điều kiện thì chúng ta để lâu hơn nữa. Phần thịt băm này chúng ta cần phải cho thêm dầu ăn nữa các bạn ạ. Dầu ăn để khi chúng ta nướng ấy, cái phần thịt này nó không bị khô. Chúng ta cho khoảng 4 thìa cà phê dầu ăn các bạn nhé. Phần dầu ăn hay là phần mỡ để cho thêm vào các bạn cho sau cùng nhé. Chúng ta đừng cho trước cùng với lại các cái gia vị khác. Chúng ta phải trộn đều các cái phần gia vị đã rồi chúng ta hãy cho dầu ăn. Bây giờ chúng ta pha nước chấm. Một bát con nước lọc, nước đã đun sôi để nguội. Một bát nước ăn cơm này nó tương đương với lại 200 ml. Chúng ta cho 5 thìa nước mắm, 5 thìa cà phê nước mắm. 4 5 5 thìa cà phê đường. Hai thìa cà phê giấm. Phần nước chấm này cho một suất ăn các bạn nhé. Thế chúng ta bao nhiêu người thì chúng ta cứ đong bấy nhiêu nước là đủ. Cứ một người là một bát nước. Cái phần nước chấm này tôi pha hơi ít giấm một chút. Tại có thể trong gia đình các bạn nhiều người lại không ăn được nhiều chua, thì chúng ta có thể khi bắt đầu ăn thì chúng ta điều chỉnh theo cái khẩu vị của gia đình mình nhé các bạn. Phần nước chấm của chúng ta đã xong. Ăn kèm này là đu đủ là ngon nhất. Còn nếu các bạn không có đu đủ xanh này thì các bạn có thể dùng bằng su hào hay là dưa chuột hay bằng những thứ đó, nhưng mà ngon nhất vẫn là đu đủ xanh các bạn nhé. Cái chỗ này là 3 lạng đu đủ các bạn ạ.
chúng ta không nên cắt dày, phần đu đủ này cắt mỏng mới ngon. Cà rốt này các bạn thích tỉa hoa thì tỉa cho đẹp. Bây giờ chúng ta cho một chút muối vào nhé. Chúng ta xóc đều lên. Để khoảng 5 đến 10 phút. Chúng ta ra xả nước lạnh. Rồi ngâm nhé. Vì cái đu đủ xanh này các bạn mà không bóp muối thì nó sẽ có vị hơi nhẩn nhẩn đắng. Cho nên chúng ta phải bóp một chút muối. Chúng ta cho 4 thìa cà phê đường. 4 cà phê giờ, thìa cà phê giấm. Phần thịt này chúng ta đã ướp được 1 tiếng rồi. Bây giờ chúng ta xếp thịt vào vỉ các bạn nhé. Thịt băm và thịt miếng phải nướng riêng các bạn ạ. Tại vì hai cái loại thịt này nó sẽ thời gian chín nó sẽ khác nhau. Vì vậy chúng ta không thể nướng chung với nhau được. Chúng ta phải nướng riêng. Các bạn là cái thịt viên này chúng ta đừng có nặng cái viên nó nhỏ quá. Khi nướng ấy, nó khô lại, nó chảy bớt mỡ ra nó khô lại, ăn rất là khô, không ngon đâu. Nặn cái viên như này vừa phải. Khi nướng thì lửa nhỏ một chút, mất công một chút thì nó sẽ ngon hơn. Chúng ta viên thành viên tròn xong rồi hơi ấn dẹt một chút thế này. Phần than các bạn nhìn, nó còn không còn màu đen. Tất cả nó lên một màu trắng và có cái màu hồng của lửa là được. Khi thịt đã chín tới 90% như thế này, chúng ta dùng 2 thìa nước lọc và 3 thìa mật ong đánh đều và chúng ta quệt lên trên mặt như thế này để nó tạo màu cho đẹp và cái miếng thịt nó khỏi bị khô và bị cháy. Nó có cái độ bóng nữa. Bây giờ thịt của chúng ta đã được rồi các bạn này. Cái phần thịt băm này có khác hơn một chút so với thịt, phần thịt nướng miếng là chúng ta quét mỡ, quét dầu ăn lên các bạn nhé. Đó, chúng ta phải quét dầu ăn lên, quét dầu ăn lên trên mặt cái miếng thịt như thế này để cái miếng thịt nó khỏi bị khô. Phần thịt viên băm này chúng ta đã chuẩn bị được rồi. Bây giờ chúng ta quét mật ong và nước đã pha trộn với nhau. Mùi thịt nướng rất là thơm rồi. Phần thịt viên nướng này của chúng ta đã được rồi đấy các bạn này. Các bạn nhìn nhé. Đấy, màu lên như này rất đẹp và nướng như này là vừa này. Bây giờ chúng ta mang vào nhà để chuẩn bị thưởng thức nhé. Món bún chả của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.